Chào các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2019. Em vừa về được hai con máy, hàng ít quá, chỉ mới hai con ạ. Nhưng mà có hai con, một con rất là chất. Con đây là con Corona sản xuất năm 2018 các bạn này. Sản xuất năm 2018 các bạn nhé, gần như máy mới tinh, máy nguyên bản 100% như mới tinh. Corona sản xuất năm 2018 đấy, 7000 BTU điện 100V. Còn đây là con Hire này sản xuất năm 2011, cũng nguyên bản, vỏ nguyên bản luôn, điện 100V. Cả hai con đều rất đẹp đấy nhé. Nhất là con 2018 này thì như mới tinh này. Có khiển đa năng đi kèm. Nhận khiển đa năng đi kèm các bạn nhé. Hai con này đều như mới tinh. Máy 7000 BTU. Các bạn nào mà có nhu cầu hai con này thì có thể alo để đặt nhé. Đặt. Các bạn alo số điện thoại trên màn hình nhé. Cảm ơn các bác, hai con này rất là đẹp đấy.